Tâm thân bé nhỏ xin chào tất cả các bạn, rất vui khi các bạn quay trở lại với kênh Đam mê cuộc sống Vlog. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về cách bắt bệnh của máy giặt lồng đứng các bạn nha. Thì ở đây là một con máy giặt Toshiba. Lỗi của nó là nó không chịu giắt, nó báo lỗi lúc giắt các bạn nha. Thì nó giắt nó quay được mấy vòng thì nó báo lỗi. Thì đối với trường hợp này, lúc mà máy giặt mà quay được vài vòng và nó báo lỗi thì có khả năng là hai đến ba trường hợp. Đó là một là về nó bị lỗi về cái phần là lồng giặt. Lồng giặt thì một là ti nó bị nghiêng, thì nó đập vào thùng lồng giặt thì nó đập vào cái thanh của thùng thì nó cũng sẽ báo lỗi các bạn nha. Hoặc là nó cũng có thể là bị lỏng dây cô roa, hoặc là nó cũng có thể là bị cái phao các bạn nha. Thì trường hợp này thì nó vừa báo lỗi với lúc chuẩn bị dắt, thì có vẻ như là cái dây cô roa nó không có được căng, cho nên là nó bị trùng dây cô roa, cho nên là nó có một cái âm thanh là giống y chang là mình đang thắng xe máy các bạn nha. Thì đối với trường hợp này thì nó bị lỏng dây cô roa, cho nên là lúc nó dắt thì nó kêu, có tiếng kêu là giống chang là mình đang đạp thắng xe. Cho nên là mình đối với trường hợp này thì các bạn lật cái con máy giặt lên. Thì ở đây là mình đã lật sẵn cái con máy giặt Toshiba, mình lật cho nó nằm nghiêng và mình lấy cái đồ mình chêm nó lên. Và ở đây thì đối với Toshiba thì các bạn dùng cái điếu 10, các bạn nới hai cái con ốc của cái motor kéo. Thì ở đây là cái motor kéo là nó nằm bên phía tay phải của các bạn, nhìn đối diện vào màn hình. Và phía bên tay trái là ở giữa cái lồng giặt, đó là cái hộp số của lồng giặt các bạn nha. Đó là hộp số của lồng giặt. Và cái cục đen đen của nó là cái, đó là cái cục motor xả nước của cái máy giặt các bạn nha. Thì ở đây khi các bạn nới lỏng hai con ốc của cái motor thì các bạn dùng tua vít, hoặc là các bạn có thể là dùng kềm hoặc là mỏ lết để các bạn xeo cái motor nó nhích lùi sang phía bên tay phải một chút xíu. Thì để làm được công đoạn này thì các bạn nhớ tháo cái dây cu roa ra, và các bạn để cho tiện các bạn dễ chỉnh và xeo khỏi phải bị cấn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn chỉnh xong rồi thì các bạn sẽ gắn cái dây cu roa vào. Thì bây giờ thì mình đã xeo xong rồi, thì mình sẽ siết hai cái con ốc giữ cái motor lại. Thì mình đã siết siết con trên và siết con dưới. Thì ở đây các bạn do là ốc nó bắt vô cái thùng lồng giặt là bằng mũ, nên các bạn siết vừa tay thôi. Các bạn siết quá là có thể là nó bị bứt luôn cái răng mà được bắt vô lồng giặt bằng mũ các bạn nhé. Có thể là nó hư luôn, nên các bạn siết vừa tay thôi, vừa cứng là ok rồi, nó không có bị tù khi hoạt động lại đâu nha các bạn. Thì các bạn nhớ siết đều tay hai con. Và tiếp theo là các bạn gắn cái dây cô roa vào các bạn nha. Thì ở đây thì các bạn gắn là tốt hơn là các bạn nên gắn dây cô roa vào cái động cơ trước. Chứ nếu như các bạn gắn dây cô roa vào cái hộp số trước thì rất là khó. Ở đây thì các bạn gắn cái dây cô roa vào động cơ trước, sau đó là một dây các bạn đặt vào cái bô ly của hộp số, và các bạn xoay nhẹ theo ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ vào thôi. Và khi các bạn đưa dây cô roa vào rồi thì các bạn bóp xem nó có quá chặt hay không. Nếu như đối trường hợp các bạn mà tăng dây cô roa cứng quá thì máy nó chạy một thời gian nó có thể là bị hư bạc đạn, hoặc là bị hư hộp số các bạn nha. Vừa phải thôi, không nên căng quá.
thì để mà chỉnh lại các bạn nới con ốc ra một chút xíu, và các bạn dùng tay các bạn bóp hai cái dây gô ra để cho nó có cái độ trùng một chút xíu các bạn nha, đừng có căng quá, căng quá thì máy nó chạy còn nặng và nó dễ bị hư hộp số và dễ bị hư cái bạc đạn của cái motor giặt. Thì ở đây mình chỉnh lại chút xíu cho nó phù hợp để khi máy nó giặt là bảo đảm là êm và không còn báo lỗi, và máy nó giặt nhẹ nhàng không có bị sự cố khi mà mình giặt đồ nhiều, đặc biệt là giặt mùng mền, giặt mấy cái đồ nặng như quần jean, mấy cái vải jean đó, mấy cái chăn mền gối thì nó rất là nặng, cho nên là khi mà dây cô ra trùng thì motor kéo nó chạy thì nó sẽ không có quay được hộp số, mà nếu như không quay được hộp số thì máy nó sẽ báo lỗi các bạn nha. Đối với trường hợp này là nó cũng sẽ báo lỗi. Thì sau khi chỉnh xong thì các bạn siết hai con ốc lại kỹ một chút xíu, và các bạn sắp xếp cái dây điện của cái phần động cơ cho nó ngay ngắn và nó gọn, tại vì lúc mình chỉnh cái động cơ lùi về phía bên tay phải thì mình phải tháo cái dây điện ra để khỏi phải dướng, tránh trường hợp là khi mình xeo ra thì nó bị đứt dây điện các bạn nha. Các bạn nên lưu ý đối với trường hợp này. Thì nói chung thì máy giặt, để các bạn sửa được một con máy giặt thì trước tiên các bạn phải nắm được cái nguyên lý hoạt động của máy, thì các bạn sẽ sửa rất là dễ dàng hơn. Đối với trường hợp các bạn không có tìm hiểu về kỹ về nguyên lý máy giặt thì các bạn rất là khó sửa. Và một số trường hợp mà máy giặt bị lỗi thì nó rất là nhiều nguyên nhân các bạn, nhưng mà chủ yếu là nó lỗi ở công đoạn nào. Thì thường là máy giặt là nó công đoạn của nó là mình bỏ đồ vào, thì công đoạn là đầu tiên là nó cấp nước vào, sau đó là nó giặt xong và nó giặt xong nó xả nước vào lại và nó giặt lại. Giặt lại xong nó mới giặt lại lần hai, thì tùy theo cái chu trình giặt mà người tiêu dùng chọn các bạn nha. Thì vừa rồi mình đã vừa setup xong cái đường dây của động cơ và mình thử lại, động cơ quay rất là nhẹ nhàng, dây cô roa không quá căng các bạn nha. Các bạn bóp vào cảm giác nó không quá căng như vậy là được rồi đó. Các bạn bóp vào vừa tay cảm thấy nó không quá căng, chứ còn dây cô roa các bạn căng như dây đờn thì máy nó hoạt động rất là nặng và dễ hư hộp số và động cơ. Thì bây giờ mình sẽ cho khách hàng test máy luôn, cho người ta tự tay người ta trực tiếp vận hành máy, và mình sẽ hướng dẫn thêm cái cách sử dụng máy cho nó đúng cách và đúng theo cái nhu cầu của mình các bạn nha. Thì ở đây là thử giặt cái mền với cái chăn các bạn nha, thử giặt đồ nặng xem nó có báo lỗi không. Thì ở đây thì cấp nguồn vào và mình sẽ đóng CB lên và mình sẽ nhấn nút power mở nguồn máy giặt lên, sau đó mình sẽ chọn cái mực nước, sau đó mình chọn cái chế độ giắt luôn các bạn, mình chọn chế độ giắt để mình test luôn, tại vì máy này nó bị báo lỗi ở cái giai đoạn là giắt thì máy nó kêu và nó báo lỗi, thì mình sẽ test trực tiếp cái ở chế độ giắt luôn. Thì rõ ràng là sau khi mình đã tăng dây cô roa thì máy chạy rất là êm và không báo lỗi, không còn nghe cái tiếng là kêu giống như là tiếng thắng của xe máy hay là xe hơi các bạn nha. Thì ok, ở đây thì mình đã như vậy là mình đã khắc phục xong máy giặt Toshiba bị lỗi lúc giặt các bạn nha. Nó báo lỗi là chớp đèn và máy ngừng hoạt động. Thì đối với trường hợp này là nó bị lỗi dây cô roa, nên video của mình đến đây là hết các bạn nha. Nếu các bạn thấy video của mình hay
thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video tiếp theo các bạn nha.